bị chó đuổi, thanh niên không bỏ chạy mà quyết định dừng xe dạy cho cờ hó một bài học cuộc đời. Biết rằng sắp sửa chạy qua cung đường nguy hiểm, một thanh niên đã áp dụng công thức cameraman thì luôn bất tử, nhanh chóng rút điện thoại ra để mà quay phim. Đúng như dự đoán, từ trong nhà, một con cờ hó hung hăng chạy ra định rượt anh chạy một đoạn đường dài. Tuy nhiên, thay vì chạy đi luôn thì anh chàng quyết định dừng xe, tự tin bước lại chỗ con chó cùng với chiếc camera và đưa tay khóa mõm cờ hó lại. Cái gì đó bà nội? Không những thế, anh chàng còn tiện tay hết bóp rồi thả cái mõm cờ hó, khiến cho con chó nó sủa không có được mà gầm gừ cũng không xong, chỉ có thể thốt ra mấy tiếng rên ư ử, nghe cực kỳ sướng cái lỗ tai. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đã phải bật cười trước khoảnh khắc hài hước của chú chó, đặc biệt đó là cảm xúc hỡi lòng hỡi dạ của những người đã từng trải qua cái cảm giác bị chó đuổi trên đường. Một số bình luận được mọi người để lại: bí ngạn trắng chỉ có gừ gừ chứ không dám cắn, con cờ hó kiểu sao nó không chạy nữa ta, mà trong kịch bản cũng đâu có cái khúc bị chụp miệng đâu. Trung bình một cặp bạn thân, đứa thì hai chọc, đứa thì hai cọc. Con chó về nhà chắc nó tủi thân mà khóc ba ngày ba đêm luôn quá. Do có camera làm bằng chứng nên con chó không dám làm gì thôi, thử tắt đi rồi thấy cảnh đời với nó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.